Thưa quý vị, vào cuối giờ chiều qua tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngoại giao kinh tế năm 2022. Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ trì điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Theo báo cáo năm 2021 là năm vô cùng khó khăn do dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, đồng thời cũng định hình nhiều xu thế mới, nhất là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, trong bối cảnh đó, trên cơ sở bám sát chủ trương đường lối của Đại hội Đảng lần thứ 13, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, công tác ngoại giao kinh tế năm 2021 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, có ý nghĩa hết sức quan trọng, đóng góp thiết thực hiệu quả vào những kết quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những thành tựu chung của ngành ngoại giao. Đặc biệt, công tác ngoại giao vaccine được triển khai quyết liệt và đạt kết quả vượt dự kiến là điểm nổi bật của công tác ngoại giao kinh tế đóng góp quan trọng vào công tác phòng chống dịch và bảo vệ sức khỏe người dân có ý nghĩa quyết định để nước ta chuyển sang chiến lược thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh